Diễm My 9X giữ bí mật váy cưới với chồng. Chuẩn bị cho tiệc cưới tối ngày 21 tháng 12, Diễm My 9X cho biết cô giữ bí mật về hình ảnh váy cưới, hy vọng gây choáng ngợp, mãn nhãn với mọi người, đặc biệt là với chú rể Vinh Nguyễn. Nữ diễn viên phim Giấc mơ của mẹ cho biết cô không phải tín đồ shopping. Thường ngày khi cô đi làm hoặc dự sự kiện, stylist đưa gì cô mặc đó. Đôi khi, cô nhờ ông xã tư vấn outfit cho mình. Nhưng riêng với ngày vui của hai vợ chồng, cô tự tay chọn lựa áo cưới tỉ mỉ. Diễm My 9X dùng từ xoắn não để nói về quá trình này. Cô tự thấy mình tâm huyết và cầu kỳ, bởi với bộ váy nào, cô cũng sợ không đủ đẹp, sang trọng. Cô thử khoảng 10 chiếc váy cưới rồi quay lại với phương án đầu tiên. Ngày trọng đại của cuộc đời, tôi muốn mình đẹp nhất, đặc biệt và khác ngày thường, phải làm chồng tôi thấy wow. Tôi tự chọn váy để làm Vinh bất ngờ. Ngoài việc giữ bí mật về trang phục, Diễm My còn đích thân lên kịch bản cho tiệc cưới. Cô muốn khoảnh khắc đầu tiên cô dâu lộ diện thật đặc biệt. Người đẹp tiết lộ ngày vui của cô sẽ có nhiều tiết mục thú vị và được đầu tư. Những ngày qua, cô cùng nhóm bạn thân trong showbiz tập luyện một trong số những tiết mục này tại studio. Cô nói vui đây là màn debut của một nhóm nhạc mới. Cô dâu tháng 12 hy vọng ngày về chung một nhà của vợ chồng cô sẽ trở nên đáng nhớ với người thân và bạn bè. Nói về quá trình chuẩn bị cho đám cưới, Diễm My kể trước ngày cưới khoảng 3 tháng, cô chưa cảm nhận nhiều áp lực. Nhưng cách đây một tháng, cô dần thấm thía có quá nhiều việc phải chuẩn bị. Ngoài lo cho lễ ăn hỏi, vu quy và tiệc cưới, vợ chồng cô còn chạy đua với thời gian để hoàn tất căn nhà tân hôn do bố mẹ Vinh Nguyễn dành tặng hai con. Nữ diễn viên nhớ lại ngày vu quy 16, 12, bận nhưng tôi vui khi thấy gia đình hai bên được sum họp và bạn bè đến với tôi vì tình yêu thương. Nhìn hình ảnh, vợ chồng tôi cùng dàn phù dâu, phù rể đẹp long lanh nhưng phía sau ống kính, chúng tôi cũng tất bật nhiều thứ. Tôi có ngày lễ gia tiên trọn vẹn nhờ các chị em giúp sức rất nhiều. Đặc biệt là Liêu Hà Trinh và Diệu Nghi, hai người có kinh nghiệm đi trước đã giúp tôi gánh tim. Nhờ có mọi người, tôi đón nhận đám cưới nhẹ nhàng, không cần căng thẳng như tôi tưởng tượng. Diễm My 9X cho hay cô không ngại công khai hình ảnh của hôn phu Vinh Nguyễn. Những năm qua, hai người cũng nhiều lần tay trong tay ở các sự kiện, cùng nhau tham gia giải chạy mắt thân, đi du lịch. Là người nổi tiếng, Diễm My muốn chia sẻ hạnh phúc của mình với công chúng và trân trọng lời chúc phúc của mọi người. Nhưng riêng với tiệc cưới tối ngày 21 tháng 12, cô muốn giữ buổi lễ riêng tư dành cho gia đình và những người bạn thân nhất. Sau những năm tháng đóng phim liên tục, Diễm My muốn dành một thời gian để chăm chút cho tổ ấm của mình và học hỏi việc làm kinh doanh từ gia đình chồng. Cô hiện hỗ trợ ông xã điều hành hai nhà hàng và dự kiến mở thêm nhà hàng trong năm sau. Khi cuộc sống riêng ổn định, cô sẽ trở lại diễn xuất. Về việc sinh con như kỳ vọng của bố mẹ chồng, Diễm My nói cô muốn để mọi thứ tự nhiên, không nghĩ đến việc sử dụng phương pháp IVF. Diễm My 9X sinh năm 1990, đóng phim từ bé và sau này nổi tiếng với các vai diễn trong Chạy đi rồi tính, Gái già lắm chiêu, Cô ba Sài Gòn, Giấc mơ của mẹ. Ông xã Vinh Nguyễn kém cô 1 tuổi, là doanh nhân. Hai người gặp nhau lần đầu tại một liên hoan phim ở Australia năm 2016 và bắt đầu hẹn hò sau đó 1 năm. Thời gian đầu yêu xa, Diễm My hay chạnh lòng vì thiếu vắng bờ vai cho cô tựa vào những lúc gặp chuyện buồn trong cuộc sống. Mỗi lần anh rời Việt Nam, cô lại từ biệt trong nước mắt. Vì những thử thách như vậy, Diễm My và Vinh Nguyễn có thời gian tạm cắt đứt liên lạc. Nhưng duyên phận một lần nữa đưa họ về lại bên nhau. Trải qua ly hợp, Diễm My cảm nhận cô càng yêu nhiều hơn. Tình cảm của họ thêm thăng hoa khi Vinh Nguyễn về nước sinh sống và làm việc. Thời gian đầu, bạn bè của Diễm My 9X không ủng hộ chuyện tình này, bởi họ cho rằng người đàn ông hơn tuổi sẽ phù hợp với cô hơn. Nhưng sự kiên nhẫn, bao dung và đỉnh đạt của Vinh Nguyễn đã khiến cô cảm động, giúp cô bước ra khỏi suy nghĩ tiêu cực về yêu và cưới. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.